Cô xin chào tất cả các em. Cô là cô Đoàn Thị Mai Lan, là giáo viên giảng dạy bộ môn sinh học tại trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Tân Phú. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ đưa các em đến tham quan một số loài sinh vật ở dưới đại dương vô cùng phong phú và tuyệt đẹp. Và ngoài ra, cô sẽ giúp các em tìm hiểu đặc điểm của những loài sinh vật đó. Để học tốt tiết học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị cho cô những dụng cụ sau. Thứ nhất, sách giáo khoa sinh học 7. Thứ hai, vở ghi bài sinh học. Thứ ba, bút viết và thước kẻ. Ngoài ra, các em lưu ý, khi xuất hiện biểu tượng tay cầm bút, đây là nội dung các em cần ghi vào vở. Các em có thể dùng nút dừng màn hình để có thể ghi bài một cách dễ dàng hơn. Hôm nay, các em sẽ tìm hiểu nội dung bài số 10, đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang, với hai nội dung chính, một la mã đặc điểm chung, hai la mã vai trò của ngành ruột khoang. Đây là hình ảnh của bốn loài động vật thuộc ngành ruột khoang. Các em hãy sắp xếp tên của các loài động vật sao cho thích hợp với từng hình nhé. Các em đã hoàn thành xong chưa? Bây giờ các em sẽ kiểm tra xem mình làm có đúng không nhé. Như vậy số 1 là thủy tức, số 2 là hải quỳ, số 3 là sứa và số 4 là san hô. Quan sát hình dạng ngoài, các em sẽ thấy các loài động vật này tuy có nhiều đặc điểm khác nhau, song chúng sẽ có những đặc điểm chung nhất định. Các em sẽ tìm hiểu phần đầu tiên, một la mã đặc điểm chung. Quan sát kỹ lát cắt dọc qua cơ thể của thủy tức, sứa và san hô. Dựa vào nội dung chú thích, các em sẽ biết được một là khoang tiêu hóa, hai là tầng keo, ba là lớp trong, bốn là lớp ngoài, năm là tua miệng, sáu là miệng, bảy là hầu và tám là cầu nối giữa hai cá thể. Dựa vào hình ảnh vừa quan sát được và những cụm từ gợi ý ở cuối bảng, các em hãy dùng những cụm từ này để điền vào chỗ trống để hoàn thành bảng này cho cô nhé. Các em chỉ cần tập trung trả lời cho cô ở những dòng 1, 2, 3 và 7, bởi vì những dòng số 4, 5, 6 thuộc chương trình giảm tải. Ở đây cô chỉ khuyến khích và không bắt buộc các em phải trả lời. Các em cố gắng suy nghĩ để hoàn thành bài tập nhé. Bây giờ các em hãy xem những đáp án của cô, xem mình làm có đúng không nhé. Chúng ta sẽ hoàn thành dòng số 1 là kiểu đối xứng. Các em sẽ chọn một trong hai cụm từ không đối xứng hoặc đối xứng tỏa tròn. Vậy đối xứng tỏa tròn là gì? Đối xứng tỏa tròn các em sẽ hiểu là khi cắt dọc cơ thể làm hai phần bằng nhau thì hai nửa cơ thể sẽ có cấu tạo giống nhau. Vậy dựa vào hình ảnh này chúng ta sẽ chọn cụm từ là đối xứng tỏa tròn nha các em. Các em sẽ xem đáp án ở dòng số 2 về cách di chuyển của thủy tức, sứa và san hô. Các em hãy quan sát những hình ảnh và clip sau nhé. Đầu tiên, ở thủy tức. Thủy tức sẽ có hai kiểu di chuyển. Kiểu số 1, thủy tức sẽ cắm miệng xuống dưới, sau đó co cơ thể lại, rồi lại dùng đế trường người về phía trước. Với kiểu di chuyển đó gọi là kiểu di chuyển theo kiểu sau đo. Ở kiểu số 2, thủy tức cắm miệng xuống, sau đó để đế lên trên. Di chuyển theo kiểu giống như trồng cây chuối, gọi là di chuyển theo kiểu lộn đầu. Các em tiếp tục quan sát kiểu di chuyển của sứa. Khi dù của sứa phồng lên, nước biển được hút vào. Khi đầy nước, dù cụp lại, nước biển sẽ thoát mạnh ra, gây ra một phản lực đẩy sứa tiến về phía trước. Như vậy, sứa di chuyển bằng cách tạo ra phản lực và đó là di chuyển theo kiểu co bóp dù. Còn ở san hô, các em dễ nhận thấy san hô không di chuyển. Như vậy, các em hãy hoàn thành nội dung ở dòng số 2 nhé. Về cách dinh dưỡng, các em sẽ chọn một trong hai cụm từ tự dưỡng hoặc dị dưỡng. Cô nhắc lại, tự dưỡng là quá trình cơ thể sinh vật tự tổng hợp được các chất hữu cơ để nuôi cơ thể. Dị dưỡng là những sinh vật không tổng hợp ra các chất hữu cơ mà sống nhờ vào việc lấy thức ăn từ các loài sinh vật khác. Vậy đáp án ở đây là gì? Như vậy,
ở thủy tức, sứa và san hô đều dinh dưỡng bằng hình thức dị dưỡng. Ở thủy tức, trong quá trình di chuyển, thủy tức sẽ có những chiếc tua vươn dài ra để tìm kiếm thức ăn. Đối với sứa, khi sứa di chuyển bằng cách tạo ra phản lực, thức ăn sẽ theo dòng nước đi vào lỗ miệng. Đối với san hô, tuy không di chuyển nhưng chúng có những xúc tu có thể nhô ra vào ban đêm để bắt những sinh vật phù du hoặc là các loài cá nhỏ. Về cách tự vệ, ở sứa, thủy tức và san hô, nhờ có tế bào gai chứa chất độc nằm trên tua miệng mà các loài này có thể dùng những cái tế bào gai này để tự vệ hoặc là tấn công kẻ thù. Như vậy, ở đây cô sẽ chọn đáp án là nhờ tế bào gai. Về số lớp tế bào của thành cơ thể, quan sát hình ảnh kết hợp với chú thích, các em dễ nhận thấy ở cả thủy tức, sứa và san hô đều có hai lớp tế bào. Về kiểu ruột, các em quan sát hình ảnh. Như vậy, dựa vào hình ảnh này, các em cũng dễ nhận thấy được ở cả thủy tức, sứa và san hô đều có kiểu ruột dạng túi. Về lối sống, các em sẽ chọn một trong hai cụm từ sống đơn độc hoặc sống thành tập đoàn. Quan sát hình ảnh, các em sẽ dễ dàng chọn được thủy tức và sứa sống đơn độc, san hô sẽ sống thành tập đoàn. Như vậy, các em vừa tìm hiểu đặc điểm của thủy tức, sứa và san hô. Dựa vào nội dung kiến thức vừa tìm hiểu được, các em hãy rút ra đặc điểm chung của ngành ruột khoang. Các em suy nghĩ xong chưa? Như vậy, chúng ta sẽ chọn ở dòng số 1 có kiểu đối xứng tỏ tròn. Ở dòng số 4 có cách tự vệ là nhờ tế bào gai. Ở dòng số 5, số lớp tế bào của thành cơ thể là 2. Và ở dòng số 6 có kiểu ruột là ruột dạng túi. Và đó cũng chính là đặc điểm chung của ngành ruột khoang đó các em. Giờ các em hãy viết đặc điểm chung của ngành ruột khoang vào vở nhé. Tùy rất khác nhau về hình dạng, kích thước và lối sống, nhưng các loài thuộc ngành ruột khoang đều có đặc điểm chung. Thứ nhất, đối xứng tỏa tròn. Thứ hai, có ruột dạng túi. Thứ ba, cấu tạo thành cơ thể gồm hai lớp tế bào và đều có tế bào gai để tự vệ và tấn công. Để tìm hiểu nội dung số 2, vai trò của ngành ruột khoang. Các em hãy quan sát hình ảnh sau và cho biết những hình ảnh đó minh họa vai trò gì của ngành ruột khoang. Quan sát hình ảnh này, các em hãy cho cô biết ruột khoang có vai trò gì? À, ruột khoang tạo ra vẻ đẹp thiên nhiên. Biển Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam với số lượng lớn các loài sinh vật biển, đặc biệt là các loài san hô, tạo ra vẻ đẹp thiên nhiên, giúp phát triển ngành du lịch biển Việt Nam. Quan sát hình ảnh này, các em thấy được vai trò gì của san hô? Do rạn san hô là nơi trú ngụ, sinh sản của nhiều loài cá, sao biển đồi mồi, giúp các loài sinh vật biển tìm nơi trú ngụ, lẩn trốn kẻ thù để tồn tại. Và điều đó đã thể hiện được san hô có ý nghĩa đối với hệ sinh thái biển và đại dương. Đây là hình ảnh của san hô đỏ. Nó thể hiện vai trò gì vậy các em? Hình ảnh đầu tiên các em nhìn thấy là san hô đỏ được dùng làm vật trang trí. Ở hình ảnh số 2, san hô đỏ được dùng làm vật trang sức. Ngoài những giá trị làm đồ trang trí, làm trang sức, thì san hô đỏ còn có rất nhiều vai trò. Ví dụ như là về mặt phong thủy, san hô đỏ mang đến nhiều may mắn cho người sở hữu chúng. Đối với sức khỏe, san hô đỏ làm thúc đẩy hệ bài tiết hoạt động, hỗ trợ lưu thông máu và nhiều công dụng khác. Quan sát hình ảnh này, các em sẽ thấy được đá san hô cung cấp nguyên liệu cho xây dựng. Trong xây dựng, người ta sử dụng san hô đá để làm nguyên liệu sản xuất đá vôi. Đối với hóa thạch san hô, có vai trò trong nghiên cứu địa chất. Vậy, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là dựa trên những mẫu hóa thạch của san hô, giúp những chuyên gia nghiên cứu sâu, lý giải về điều kiện tạo thành trái đất, có thể cách đây lên đến 5.000 năm, lật lại lịch sử địa chất trong quá khứ, từ đó đề ra những biện pháp để bảo tồn và khai thác du lịch hiệu quả. Bên cạnh vai trò của san hô, thì sứa cũng được sử dụng để làm thực phẩm. Người ta có thể sử dụng sứa để chế biến trong các món ăn như là bún sứa, nộm sứa.
Như vậy các em vừa tìm hiểu xong đặc điểm về vai trò của san hô. Các em ghi nhận nội dung kiến thức này vào vở nhé. Một nhỏ lợi ích đối với thiên nhiên. San hô tạo ra vẻ đẹp thiên nhiên, có ý nghĩa sinh thái đối với biển và đại dương. Đối với con người, làm đồ trang trí, trang sức, ví dụ san hô đỏ, san hô sừng hươu, vân vân. Cung cấp nguyên liệu cho xây dựng, ví dụ như san hô đá. Là vật chỉ thị quan trọng trong nghiên cứu địa chất, ví dụ như hóa thạch san hô. Và ngoài ra, có thể làm thực phẩm, ví dụ như sứa. Như vậy, các loài thuộc ngành ruột khoang mang đến cho con người chúng ta rất nhiều lợi ích. Bên cạnh đó, chúng cũng gây ra một số tác hại. Quan sát hình ảnh, các em nhận thấy sứa gây độc, gây ngứa cho con người. Khi sứa cắn, các độc tố trên tế bào gai đi vào cơ thể, làm nạn nhân bị mẩn ngứa, mẩn đỏ. Và có thể có một số triệu chứng ngộ độc như gây ra đau đầu, tức ngực, khó thở, vân vân. Nên trong quá trình du lịch biển, các em nhớ cẩn thận nhé. Các em có biết đây là hình ảnh gì không? Đây là đảo ngầm san hô. San hô dưới đáy biển rất phát triển, tạo ra những đảo ngầm san hô, do vậy chúng cản trở giao thông đường biển. Như vậy, các em vừa tìm hiểu xong tác hại do một số loài thuộc ngành ruột khoang gây ra. Các em ghi nhận nội dung này vào vở nhé. Về tác hại, một số loài sứa gây độc, gây ngứa cho con người, ví dụ như sứa lửa, vân vân. Cản trở giao thông đường biển, ví dụ như đảo ngầm san hô. Các em hãy quan sát những hình ảnh tuyệt đẹp này ở dưới đáy đại dương nhé. Vùng biển của nước ta rất giàu sứa, hải quỳ và san hô, đặc biệt là một số vùng có các rạn san hô đẹp như là biển Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa với tổng diện tích san hô khoảng 1.300 km². Và ở những vùng biển này thường thu hút rất nhiều khách du lịch và phát triển các tour ngắm san hô ở dưới biển. Tuy nhiên, các em hãy quan sát hình ảnh những rạn san hô chết. Thực trạng hiện nay, 96% san hô đang bị đe dọa, 75% bị đe dọa nghiêm trọng. Nguyên nhân là do sự ô nhiễm môi trường biển, do rác thải được vứt bừa bãi, những nhà máy đổ trực tiếp chất thải ra biển, do hiện tượng nóng lên toàn cầu làm nhiệt độ nước biển tăng, gây hại cho san hô, do những hoạt động của con người như khai thác san hô tận diệt, dùng mìn, thuốc nổ để đánh bắt cá gây chết san hô. Sự suy giảm san hô nghiêm trọng như vậy sẽ kéo theo động vật trú ngụ trong rạn san hô cũng mất đi môi trường sống, làm suy giảm số lượng nhanh chóng và ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Với thực trạng như vậy, các em có những đề xuất gì để đưa ra những biện pháp bảo vệ sự đa dạng của san hô? Vậy chúng ta cần có những biện pháp để bảo vệ sự đa dạng san hô. Thứ nhất, nghiêm cấm các hành vi khai thác, tàn trữ, mua bán trái phép san hô. Thứ hai, xây dựng cơ chế chính sách, cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ san hô. Thứ ba, bảo vệ môi trường biển. Thứ tư, không sử dụng mìn, thuốc nổ để đánh bắt cá. Các em ghi nhận kiến thức này mà vỡ nhé. Như vậy, qua nội dung kiến thức các em vừa tìm hiểu, cô muốn hệ thống lại kiến thức để các em dễ nhớ hơn bằng một sơ đồ như sau. Như vậy, trong sơ đồ này, các em cần nhớ cho cô những đặc điểm chính. Đại diện, thủy tức, sứa, hải quỳ, san hô, đặc điểm chung của ngành ruột khoang, đối xứng vỏ tròn, ruột dạng túi, thành cơ thể các hai lớp tế bào, tự vệ và tấn công bằng tế bào gai. Về vai trò, thứ nhất là về lợi ích. Tạo ra vẻ đẹp thiên nhiên, có ý nghĩa sinh thái đối với môi trường biển, làm đồ trang sức, trang trí, có ý nghĩa địa chất, làm thực phẩm. Về tác hại, san hô, gây cản trở giao thông đường biển, sứa, gây độc, gây ngứa. Sau khi học xong nội dung bài để kiểm tra xem mình có nắm được kiến thức hay không, các em có thể tự mình vẽ lại sơ đồ này một cách dễ dàng nhé. Các em thử trả lời những câu hỏi của cô. Xem mình có nắm được kiến thức của bài không nhé. Câu hỏi số 1. Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào? A. Đối xứng tỏa tròn. B. Đối xứng hai bên. C. Đối xứng lưng bụng. Và D. Đối xứng trước sau. Vậy, đáp án của chúng ta là A. Đối xứng tỏa tròn. Câu hỏi số 2. Ruột khoang thường tự vệ bằng cách nào? A. Xúc tu. B. Tế bào gai. C. Nhờ di chuyển. Và D. Ẩn náu trong vỏ cứng.
Như vậy đáp án của chúng ta là B, tế bào gai. Các đại diện của ngành ruột khoăn không có đặc điểm nào sau đây? A. Sống trong môi trường nước, đối xứng vỏ tròn. B. Có khả năng kết bào sát. C. Cấu tạo thành cơ thể gồm hai lớp, ruột dạng túi. D. Có tế bào gai để tự vệ và tấn công. Các em chọn đáp án nào? Như vậy, đáp án của chúng ta là B. Có khả năng kết bào sát. Câu hỏi cuối cùng. Ruột khoăn có lợi gì đối với tự nhiên và với con người? A. Cung cấp thực phẩm. D. Góp phần công bằng sinh thái, tạo vẻ đẹp tự nhiên. C. Làm đồ trang sức, trang trí, vật liệu xây dựng. Và D. Tất cả các ý kiến trên. Vậy chúng ta chọn đáp án nào? Đó chính là D. Tất cả các ý kiến trên. Kết thúc nội dung bài học, cô có một số dạng dò dành cho các em. Các em nhớ ghi chép bài đầy đủ và học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài của cô, chuẩn bị trước bài mới, bài 11, sáng lá gan. Cô hy vọng, trong tương lai, các em sẽ có một chuyến tham quan để tận mắt nhìn thấy những loài sinh vật ở dưới đại dương thật tuyệt đẹp nhé các em. Cô mến chào tạm biệt các em, chúc các em thật nhiều sức khỏe.